Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm Hán Dịch, Đoàn Trung Còn Nguyễn Minh Tiến Việt Dịch và Chú Giải, Nguyễn Minh Hiển Hiệu Đính Hán Văn. Chúng tôi được nghe đúng như thế này, vào lúc Đức Phật đang ở tại thành Câu Thi Na, quê hương của tộc họ Lực Sĩ, bên bờ sông A Lị La Bạt Đề trong rừng cây Sa La Song Thọ. Bấy giờ chung quanh Đức Thế Tôn có 80 ức trăm ngàn vị đại tỳ kheo cùng tụ hội theo hầu. Vào ngày rằm tháng 2, lúc Phật sắp vào Niết Bàn, liền dùng thần lực phát ra âm thanh rất lớn. Âm thanh ấy vang dội khắp nơi, lên đến tận cõi trời Hữu Đỉnh. Mỗi loài chúng sanh đều nghe hiểu được âm thanh của Phật bằng ngôn ngữ của mình, cũng hiểu như nhau rằng hôm nay Đức Như Lai bậc xứng đáng nhận sự cúng dường của muôn loài, bậc luôn thương xót che chở cho chúng sanh như con một của Ngài là La Hầu La, bậc làm chỗ nương nhờ trú ẩn cho tất cả chúng sanh, bậc Đại Giác Thế Tôn sắp vào Niết Bàn. Tất cả chúng sanh ai còn có điều nghi hoặc hôm nay nên đến thưa hỏi Ngài, là lần thưa hỏi cuối cùng. Lúc ấy vừa rạng sáng, Đức Thế Tôn từ nơi khoảng giữa hai lông mày phóng ra nhiều loại hào quang, có đủ các màu xanh vàng đỏ trắng pha lê mã não. Hào quang ấy chiếu sáng khắp cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên của Đức Phật Thích Ca, cho đến khắp cả mười phương cũng đều được chiếu sáng như vậy. Khắp các cõi thế giới, những chúng sanh trong sáu đường, khi được hào quang ấy chiếu lên thân thể thì tất cả phiền não, tội lỗi đều được tiêu trừ. Hết thảy chúng sanh nhìn thấy hào quang và nghe âm thanh của Phật, lòng rất đau buồn, cùng nhau cất tiếng bi ai than khóc. Than ôi, đấng cha lành của chúng ta, đau đớn thay, khổ não thay. Hết thảy đều vò đầu đấm ngực mà khóc la, lại có những kẻ run rẩy cả thân hình, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lúc ấy khắp mặt đất, núi non biển cả thảy đều chấn động. Bấy giờ tất cả chúng sanh bảo nhau rằng, chúng ta nên cố dằn lòng đừng quá buồn khổ, hãy mau đến chỗ Đức Như Lai ở thành Câu Thi Na, quê hương của tộc họ Lực Sĩ, đảnh lễ Ngài và kính bạch rằng, chúng con xin khuyến thỉnh Như Lai đừng nhập Niết Bàn, Ngài nên trụ thế cho chọn một kiếp hoặc một kiếp giảm. Rồi mọi người lại nắm tay nhau cùng nói rằng, thế gian sắp trống rỗng, phước của chúng sanh hết rồi, các nghiệp bất thiện sẽ ngày càng nhiều hơn ở thế gian, mọi người hãy nhanh chân lên, nhanh lên, chẳng bao lâu nữa Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Mọi người lại than vãn rằng, thế gian sắp trống rỗng, thế gian sắp trống rỗng, từ nay chúng ta không còn ai là người cứu hộ, không còn ai để kính ngưỡng, chúng ta sẽ trở nên bẩn cùng côi cút, trong chốc lát đã phải xa lìa đấng vô thượng Thế Tôn. Như có điều trì nghi hoặc, chúng ta còn biết thưa hỏi với ai? Lúc ấy có vô số các vị đệ tử lớn như tôn giả Maha Ca Trên Diên, tôn giả Bạc Câu La, tôn giả Yêu Ba Nan Đà. Các vị đại tỳ kheo như vậy, khi gặp hào quang của Phật chiếu đến thì run rẩy cả thân hình, xúc động mạnh mẽ không sao tự kiểm chế được, tinh thần bấn loạn, sầu muộn mê muội, lớn tiếng khóc than, sanh ra khổ não muôn phần. Lại có 800 vạn tỳ kheo, thảy đều là bậc A-la-hán, tâm đã được tự tại, đã làm xong việc cần làm, lìa khỏi các phiền não, điều phục các căn, như loài rồng lớn có oai đức lớn, thành tựu trí tuệ không, được sự lợi ích cho bản thân, như rừng chiên đàn, có nhiều cây chiên đàn vây quanh, như chúa sư tử có nhiều sư tử vây quanh. Những vị thành tựu được vô lượng công đức như vậy đều là những đệ tử chân chánh luôn theo hầu quanh Phật. Vừa lúc tảng sáng mặt trời vừa mọc, các vị tỳ kheo ấy rời khỏi chỗ ở của mình. Đang khi xúc miệng chải răng bằng nhành dương, các vị gặp hào quang của Phật chiếu đến liền bảo nhau rằng, mọi người nên xúc miệng rửa tay nhanh nhanh lên. Vừa nói xong thì khắp thân thể các vị đều sởn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiện dưới da đỏ như hoa ba la sa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng. Nhưng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sinh, vì muốn thành tựu hạnh không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bảy giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, vì muốn điều phục hết thảy chúng sanh, nên các vị ấy liền nhanh chóng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng, chắp tay cung kính rồi lui xuống ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có bà Câu Đà La, tỳ kheo ni Thiện Hiền, tỳ kheo ni Yêu Ba Nan Đà, tỳ kheo ni Hải Ý, cùng với 60 ức các vị tỳ kheo ni, tất cả đều là các bậc đại A-la-hán, các lậu đã dứt, tâm được tự tại, đã làm xong việc cần làm, lìa khỏi các phiền não, điều phục các căn, như những vị đại long vương có oai đức lớn, thành tựu trí tuệ không. Cũng vào lúc tảng sáng khi
Mặt trời vừa mọc, khắp thân thể các vị đều sờn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiện dưới da, đỏ như hoa ba la sa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng, nhưng cũng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sanh, vì muốn thành tựu hạnh không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bảy giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, vì muốn điều phục hết thảy chúng sinh, nên các vị ấy liền nhanh chóng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng, chắp tay cung kính rồi lui xuống ngồi sang một bên. Trong chúng tỳ kheo ni, lại có những vị tỳ kheo ni đều là bậc Bồ Tát, như rồng giữa loài người, đều đạt tới địa vị thứ 10 là địa vị rốt ráo của Bồ Tát, trụ yên ở cảnh giới bất động. Các vị thì muốn giáo hóa chúng sanh nên thị hiện thân nữ, thường tu tập bốn tâm vô lượng, đạt được sức tự tại, có thể hóa hiện làm Phật. Lúc ấy có chư đại Bồ Tát nhiều như số cát một sông Hằng, như rồng giữa loài người đều đạt tới địa vị thứ 10 là địa vị rốt ráo của Bồ Tát. Trụ yên ở cảnh trí bất động, tùy phương tiện mà hiện thân, trong số đó, các ngài Bồ Tát Hải Đức, Bồ Tát Vô Tận Ý là những bậc đứng đầu. Các ngài thảy đều đem lòng kính trọng Đại Thừa, trụ yên nơi Đại Thừa, hiểu sâu Đại Thừa, ưa thích Đại Thừa, bảo vệ gìn giữ Đại Thừa. Các ngài khéo tùy thuận tất cả thế gian, có phát nguyện rằng, đối với những chúng sanh chưa được cứu độ, sẽ khiến cho được cứu độ. Trong vô số kiếp đã qua, các ngài từng tu trì giới hạnh trong sạch, khéo giữ việc hành trì, giải thoát cho những người chưa được giải thoát, nối tiếp hạt giống tam bảo không để dứt tuyệt. Trong đời vị lai, các ngài sẽ quay bánh xe pháp, dùng sự trang nghiêm tốt đẹp để tự trang nghiêm mình. Các ngài đều thành tựu vô lượng công đức như vậy, yêu thương tất cả chúng sanh như con một của mình. Cũng vào lúc tàng sáng khi mặt trời vừa mọc, khắp thân thể các ngài đều sờn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiện dưới da, đỏ như hoa ba la sa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng, nhưng cũng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sanh, vì muốn thành tựu hạnh không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bảy giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, vì muốn điều phục hết thảy chúng sanh, nên các ngài liền nhanh chóng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng, chắp tay cung kính rồi lui xuống ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có những yêu bà tắc nhiều như số cát hay sông Hằng, là những người thọ trì nam giới trọn vẹn oai nghi của người tu tại gia. Trong số ấy có yêu bà tắc oai đức vô cấu xưng vương, yêu bà tắc thiện đức là những vị đứng đầu. Các vị yêu bà tắc này thiết quán sát sâu xa các pháp môn đối trị, như là khổ đối với vui, thường đối với vô thường, tịnh đối với bất tịnh, ngã đối với vô ngã, thật đối với không thật, quy y đối với không quy y, chúng sanh đối với phi chúng sanh, thường còn đối với không thường còn, an ổn đối với không an ổn, hữu vi đối với vô vi, đoạn đối với bất đoạn, niết bàn đối với không phải niết bàn, tăng thượng đối với không tăng thượng. Các vị ấy thường ưa thích quán sát các pháp môn đối trị như vậy, lại cũng thích nghe pháp Đại Thừa cao trỗi nhất, được nghe rồi liền có thể giảng thuyết cho kẻ khác nghe. Các vị ấy khéo giữ giới hạnh trong sạch, khao khát ngưỡng mộ Đại Thừa, khi đã được đầy đủ lại có thể làm cho những người đang khao khát ngưỡng mộ cũng được đầy đủ như mình. Những vị ấy khéo thâu nhiếp và giữ lấy trí huệ cao trỗi nhất, ưa thích Đại Thừa, bảo vệ gìn giữ Đại Thừa, khéo tùy thuận tất cả thế gian. Những vị yêu bà tác ấy hóa độ những người chưa được hóa độ, giải thoát những người chưa được giải thoát, nối tiếp hạt giống tam bảo chẳng để cho dứt tuyệt. Ở đời vị lai, các vị sẽ quay bánh xe pháp, sẽ dùng sự trang nghiêm tốt đẹp mà tự trang nghiêm mình, lòng thường vui thích sâu xa nơi giới hạnh thanh tịnh, tất cả đều có thể thành tựu những công đức như vậy. Đối với chúng sanh đều sanh lòng đại bi, yêu thương tất cả như con một của mình, không có sự phân biệt. Cũng vào lúc tảng sáng khi mặt trời vừa mọc, vì muốn dự lễ trà tỷ đức Như Lai, ai nấy đều mang theo cả muôn bó củi thơm như trên đàn trầm thủy, nghiêu đầu trên đàn thiên mộc hương. Từ nơi mỗi cây gỗ thơm ấy đều tỏa chiếu ánh sáng thất bảo vi diệu như những bức họa tô điểm nhiều màu. Nhờ sức thần của Phật nên có đủ những màu đẹp như xanh vàng đỏ trắng, chúng sanh đều ưa nhìn. Những cây gỗ ấy lại được tẩm vào nhiều loại hương thơm nữa, như hương cỏ uất kim, hương trầm thủy, hương keo. Người ta lại giả nhiều thứ hoa để thêm trang nghiêm, như hoa yêu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi. Ở trên đầu những cây gỗ thơm lại treo những lá phan ngũ sắc mềm mại, mịn màng và tốt đẹp, dường như vải lụa, cõi trời như vải kiêu sa da, vải sô ma, lụa nhiều màu. Người ta lại dùng xe báu mà chở những cây gỗ thơm ấy,
Từ những chiếc xe bóng tỏa chiếu rất nhiều ánh hào quang màu xanh vàng đỏ trắng, gọng xe, trục xe đều là bảy bóng làm thành. Mỗi xe đều thắng bốn ngựa, mỗi ngựa đều có sức chạy nhanh như gió. Trước mỗi đầu xe có treo 50 bức màn thật đẹp bằng bảy báu, có lưới bằng vàng che phủ phía trên. Mỗi xe báu lại có 50 cái lọng quý tuyệt đẹp. Trên mỗi xe còn treo những dây hoa như hoa yêu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi. Những hoa ấy có cánh hoa bằng vàng ròng, đài hoa bằng kim cương. Giữa đài hoa có nhiều con ong màu đen bay đến tụ tập vui thích, phát ra những âm thanh vi diệu diễn giải những lý vô thường, khổ không vô ngã. Trong âm thanh ấy cũng kể lại sự hành đạo của Phật trước kia khi còn là Bồ Tát. Lại có rất nhiều các thứ ca múa kỹ nhạc, đàn tranh, sáo địch, không hầu, ống tiêu, đàn sắt, trống phách. Trong tiếng nhạc lại phát ra những lời này: khổ thay, thế gian sắp trống rỗng. Phía trước mỗi chiếc xe có những vị yêu bà tắc nâng hương án bằng bốn thứ báu. Trên những hương án ấy có nhiều thứ hoa, như hoa yêu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi. Lại có hương uất kim và các thứ hương sồng khác có mùi thơm vi diệu nhất. Vì muốn cúng dường Phật và chư tăng, các vị yêu bà tắc cũng bày biện đầy đủ các món ăn. Tất cả đều được nấu bằng củi thơm trên đàn trầm thủy và bằng nước tám công đức. Các món ăn ấy đều thơm ngon, đủ sáu mùi vị: đắng, chua, ngọt, cay, mặn và lạc. Lại có ba đặc tính là nhẹ, mềm, tinh khiết và đúng theo pháp. Sắp đặt mọi thứ trang nghiêm như vậy rồi, những vị yêu bà tác ấy liền đi đến quê hương của tộc họ Lực Sĩ, nơi rừng cây Sa La Song Thọ. Những vị ấy lại dùng cát vàng mà dài khắp trên mặt đất, dùng vải ca lăng già, vải khâm bà la và vải lụa nhiều màu mà phủ trên cát, bao trùm một vùng rộng 12 do tuần. Và cũng vì Phật và chư tăng mà chuẩn bị các tòa sư tử bằng bảy thứ báu. Tòa ấy cao lớn như núi Tu Di, trên các chỗ ngồi đều có răng tre trướng báu, có treo những sâu chuỗi ngọc rủ xuống. Trên những cây sa la đều có treo nhiều lá phướn và lọng tre cực kỳ đẹp đẽ, lại đem hương tốt bôi lên thân cây và đem nhiều thứ hoa quý mà rải trong khoảng giữa các cây sa la. Những vị yêu bà tắc ấy thảy đều phát nguyện rằng trong tất cả chúng sanh, như có điều gì thiếu thốn, cần ăn ta sẽ cho ăn, cần uống ta sẽ cho uống, cho đến cần đầu mắt ta sẽ bố thí cho đầu mắt, tùy ý cần vật chi ta đều cung cấp đủ cả. Trong khi làm việc bố thí như vậy, ta lìa khỏi lòng tham dục, giận hờn, lòng độc địa nhơ bẩn, không còn ý nghĩ cầu sự phước lạc ở đời, chỉ mong được quả bồ đề trong sạch và cao chỗi nhất mà thôi. Những vị yêu bà tác ấy đã trụ yên nơi đạo bồ đề rồi, lại phát khởi ý niệm rằng hôm nay Như Lai thọ nhận bữa cơm của chúng ta rồi sẽ nhập niết bàn. Niệm tưởng như vậy rồi, khắp thân thể các vị đều sờn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiện dưới da, đỏ như hoa ba la sa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng. Các vị ấy đem theo đủ thứ, các món cúng dường, dùng xe quý mà chở gỗ thơm, cờ phướn lọng quý, đồ ăn thức uống, nhanh chóng đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, rồi đem các món ấy mà cúng dường Đức Như Lai, đi quanh cung kính cả trăm ngàn vòng, cất tiếng kêu khóc, đau xót cảm động cả trời đất, thảy đều đấm ngực mà khóc than, lệ tuôn như mưa. Họ lại bảo nhau rằng, khổ thay, này các vị, thế gian sẽ trống rỗng, thế gian sẽ trống rỗng. Liền đó các vị ấy đến phủ phục trước Đức Như Lai và bạch rằng, xin Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Thế Tôn biết là chưa phải lúc nên lặng thinh chẳng nhận. Các vị thỉnh cầu như vậy đến ba lần nhưng Phật vẫn không nhận. Sở nguyện không thành, các vị yêu bà tác ấy làm bi ai áo não, lặng lặng đứng yên một chỗ, ví như người cha lành chỉ có một đứa con bỗng mang bệnh mất đi. Khi đem thi hài đứa con an táng rồi trở về nhà, trong lòng bần thần rã rượi, yêu sầu khổ não. Các vị yêu bà tác ấy cũng yêu sầu khổ não như vậy. Các vị ấy bèn đem những món cúng dường đặt tại một chỗ rồi lui xuống lặng lặng ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có các vị yêu bà gì nhiều như số cát ba sông Hằng. Đó là những người thọ trì nam giới trọn vẹn oai nghi của hàng phụ nữ tu tại gia. Có những vị như yêu bà di Thọ Đức, yêu bà di Đức Man, yêu bà di Tỳ Xá Khư, 84.000 vị đứng đầu như vậy. Tất cả đều đủ sức gánh vác, ủng hộ, giữ gìn chánh pháp. Vì cứu hộ vô lượng trăm ngàn chúng sanh nên các vị thị hiện thân nữ. Các vị thường chê bỏ cuộc sống gia đình, tự quán tưởng thân thể như loài rắn có bốn thứ độc. Thân này thường bị vô số côn trùng đục khoét, thân này hôi thối, nhơ nhớp,
Lòng tham dục là nhà lao giam hãm trói buộc nó. Thân này đáng chán ghét, khác nào như con chó chết. Thân này chẳng trong sạch, từ nơi chín lỗ thường chảy ra những chất dơ nhớp. Thân này như một thành ấp, phía ngoài là lớp da che phủ những thứ máu thịt gân xương bên trong. Tay và chân ví như lầu canh vọng gác để ngăn ngừa quân địch. Mắt như cửa thông ra ngoài, đầu như cung điện, tâm như vua ngự trong đó. Cái thân như thành ấp ấy, chư Phật Thế Tôn đều dứt bỏ. Kẻ phàm phu thường mê đắm cái thân này, tham dâm, nóng giận, ngu si là bọn la sát, ngừng nghỉ và trú ngụ trong đó. Thân này không bền chắc, chỉ như lau sậy, như hoa y lan, như bọt nước, như thân cây chuối. Thân này là vô thường, chẳng lúc nào ngưng biến đổi, như tia chớp, như thác nước, như ngọn lửa ma chơi. Thân này lại như lằn vạch xuống nước, vừa vạch xong thì mặt nước đã liền như cũ. Thân này rất dễ hư hoại, như cây cao lớn mọc sát ven sông. Thân này chẳng lâu dài, như miếng mồi ngon của loài chồn, sói, chim trí, chim kiêu, diều hâu, ó, quạ, chim khách, chó đói. Ai là người có trí mà lại ưa thích thân này chăng? Ví như có thể đem hết nước biển cả mà chứa vào dấu chân con bò, nhưng cũng không thể nào nói ra hết được những nỗi vô thường nhơ nhớp xấu xa hôi hám của thân này. Ví như có thể vò nát trái đất này và bóp nhỏ lại bằng trái táo, rồi dần dần thu nhỏ như hạt đình lịch, cho đến như một hạt bụi cực nhỏ, nhưng cũng không thể nói hết những lỗi lầm, tai hại của thân này. Bởi vậy nên xả bỏ nó đi như khạc bỏ đầm rãi. Bởi nhân duyên ấy, các vị yêu bà Di thường tu tâm mình bằng các pháp không vô tướng vô nguyện. Các vị rất thích thưa hỏi và vâng lãnh kinh điển Đại Thừa. Được nghe rồi, các vị cũng có thể giảng thuyết cho kẻ khác nghe. Các vị giữ gìn bổn nguyện, chê trách thân nữ rất đáng lo sợ và chán ngán, vốn tánh không bền chắc. Lòng thường tu tập phép quán tưởng chánh đáng như vậy, phá dứt được vòng sanh tử không bờ bến. Các vị khao khát ngưỡng mộ Đại Thừa, khi đã được đầy đủ, các vị lại có thể làm cho những người đang khao khát ngưỡng mộ cũng được đầy đủ như mình. Các vị rất ưa thích Đại Thừa, bảo vệ giữ gìn Đại Thừa, tùy thị hiện thần nữ. Nhưng thật ra các vị đều là Bồ Tát, các vị khéo tùy thuận tất cả thế gian, cứu độ những người chưa được cứu độ, giải thoát những người chưa được giải thoát, nối tiếp hạt giống tam bảo chẳng để cho dứt tuyệt. Ở đời vị lai, các vị sẽ quay bánh xe pháp, dùng sự trang nghiêm rất tốt đẹp mà tự trang nghiêm mình, giữ gìn giới cấm một cách kiên cố. Các vị thành tựu được những công đức như vậy, đối với chúng sanh, các vị sanh lòng đại bi, bình đẳng yêu thương tất cả đồng như con một của mình. Cũng vào lúc tảng sáng khi mặt trời vừa mọc, các vị yêu bà Di ấy bảo nhau rằng, hôm nay chúng ta phải đến rừng cây song thọ, các vị đem theo những thức cúng dường nhiều hơn cả các vị yêu bà Tắc như đã kể trên. Đi đến chỗ Phật, các vị đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh cung kính cả trăm ngàn vòng rồi bạch rằng, Thế Tôn, nay vì Phật và Chư Tăng, chúng con đã sắm sửa các món cúng dường, xin Như Lai thương xót nhận cho sự cúng dường của chúng con. Đức Như Lai lặng thinh chẳng nhận, sở nguyện không thành, các vị yêu bà Di lấy làm buồn bã, bèn lui xuống đứng sang một bên. Lúc ấy lại có những người thuộc tộc họ Ly Sa ở thành Tỳ Gia Ly, kẻ nam người nữ, kẻ lớn người nhỏ, cùng với vợ con quyến thuộc, cùng quyến thuộc của các vua trong cõi Diêm Phủ Đề, tất cả nhiều như số cát bốn sông Hằng. Vì cầu pháp họ khéo tu giới hạnh đầy đủ các oai nghi, thắng phục được những kẻ theo tà phái hủy hoại chánh pháp. Họ thường bảo nhau rằng chúng ta nên đem vàng bạc tài sản thế gian mà làm cho cam lộ. Kho báu sâu kín của chánh pháp vô tận được tồn tại lâu dài ở đời, nguyện cho chúng ta thường được tu học. Nếu có kẻ phỉ báng chánh pháp của Phật, ta nên chặn dứt ngay những lời lẽ của họ. Họ lại có nguyện rằng nếu có những người xuất gia hủy phá giới cấm, chúng tôi sẽ buộc họ phải trở lại thế tục mà làm hạng tôi tớ. Còn như những vị có thể gắng sức hộ trì chánh pháp, chúng tôi sẽ kính trọng hầu hạ như cha mẹ. Nếu có chúng tăng thường tu theo chánh pháp, chúng tôi sẽ vui vẻ tán trợ, giúp cho chư tăng ấy được thêm sức mạnh. Các vị ấy thường thích nghe kinh điển Đại Thừa, được nghe rồi cũng có thể nói rộng ra cho người khác nghe. Các vị đều thành tựu công đức như vậy. Tên của các vị là Ly Sa Tịnh Vô Cấu Tạng, Ly Sa Tịnh Bất Phóng Dật, Ly Sa Hằng Thủy Vô Cấu Tịnh Đức. Các vị ấy bảo nhau rằng, hôm nay chúng ta nên nhanh chân đến chỗ Đức Phật. Rồi các vị liền chuẩn bị đầy đủ các thứ cúng dường. Mỗi người trong họ Ly Sa đều chuẩn bị 84.000 thớt voi lớn, 84.000 cỗ xe báu thắng bằng 4 ngựa, 84.000 hạt bảo châu minh nguyệt, còn có những bó củi bằng cây thiên mộc.
trên đàn trầm thủy, mỗi thứ cũng đủ số 84.000. Phía trước mỗi thớt voi đều có cờ báu phướn lọng, những cái lọng nhỏ nhất chu vi ngang dọc cũng choán trọn một do tuần, những lá phướn ngắn nhất bề dài cũng đến 32 do tuần, những cây cờ thấp nhất cũng cao đến 100 do tuần. Mang theo những thức cúng dường như vậy, các vị ấy đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh Phật cả 100.000 vòng cung kính rồi bạch rằng: Thế Tôn, hôm nay vì Phật và chư Tăng, chúng con chuẩn bị các món cúng dường, xin Như Lai đem lòng thương xót, thọ nhận sự cúng dường của chúng con. Như Lai lặng thinh không nhận, sở nguyện không thành, những người họ ly xa lấy làm sầu não. Nhờ sức thần của Phật, họ rời khỏi mặt đất, bay lên cao đến 7 cây đa la và đứng lặng giữa hư không. Lúc ấy lại có những vị đại thần trưởng giả nhiều như số cát năm sông Hằng, đều là những người kính trọng đại thừa. Nếu có những kẻ học theo thuyết khác phỉ báng chánh pháp, những vị ấy đều đủ sức thắng phục như mưa đá làm hư gãy cây cỏ. Trong số các vị ấy có trưởng giả Nhật Quang, trưởng giả Hộ Thế, trưởng giả Hộ Pháp là những vị đứng đầu. Các vị ấy chuẩn bị những thức cúng dường nhiều gấp 5 lần so với những thứ vừa nói trên, cùng nhau đi đến rừng Sa La Song Thọ, cúi đầu lạy sát chân Phật, đi quanh Phật cả 100.000 vòng cung kính rồi bạch rằng: Thế Tôn, hôm nay vì Phật và chư Tăng, chúng con đã sửa soạn các món cúng dường, xin Như Lai thương xót, thọ nhận sự cúng dường của chúng con. Như Lai lặng thinh chẳng nhận, sở nguyện không thành, các vị trưởng giả lấy làm sầu não. Nhờ sức thần của Phật, họ đều rời khỏi mặt đất, bay lên cao đến 7 cây đa la và đứng lặng giữa hư không. Lúc ấy lại có vua Thành Tỳ Xá Ly cùng phu nhân hậu cung và quyến thuộc cùng với các vua trong cõi Diêm Phủ Đề như vua Nguyệt Vô Cấu và nhân dân các thành ấp làng mạc nhiều như số cát sáu sông Hằng, trừ ra vua A Xà Thế là vắng mặt. Mỗi vị vua đều có quân đội uy nghiêm đủ 4 hạng quân sắp đến chỗ Phật. Mỗi vua có 180 muôn ức nhân dân và quyến thuộc. Các chiến xa đều thắng bằng voi hoặc ngựa. Voi có 6 ngà, ngựa có thể chạy nhanh như gió. Những thức cúng dường bày ra nhiều gấp 6 lần so với những thứ vừa nói trên. Trong số lọng quý, cái nhỏ nhất chu vi ngang dọc cũng chiếm trọn 8 do tuần. Những lá phướn ngắn nhất cũng dài đến 16 do tuần. Những cờ quý nhỏ thấp nhất cũng đến 36 do tuần. Các vua ấy đều đã vững vàng trong chánh pháp. Các vị khinh ghét tà pháp, kính trọng đại thừa, hết sức ưa thích đại thừa. Các vị thương yêu chúng sanh đồng như con một của mình. Những thức ăn uống mà các vị đem theo tỏa hương thơm ra quanh đó đến 4 do tuần. Cũng vừa lúc tảng sáng khi mặt trời vừa mọc, các vua ấy mang theo rất nhiều thức ăn ngon ngọt bậc nhất đến chỗ Phật, nơi rừng Sa La Song Thọ bạch rằng: Thế Tôn, nay vị Phật và chư tỷ kheo tăng, chúng con đã chuẩn bị mọi thức cúng dường, xin Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên cũng không nhận, sợ nguyện không thành. Các vua ấy lấy làm sầu não, bèn lui xuống đứng sang một bên. Lúc ấy lại có những vị phu nhân của các vua, nhiều như số cát bảy sông Hằng, chỉ trừ phu nhân của vua A Xà Thế. Vì độ chúng sanh, các vị ấy thị hiện mang thân nữ, nhưng thường quán xét các hạnh của thân, các vị tu tâm bằng những pháp không vô tướng vô nguyện. Trong số các vị ấy, phu nhân Tam Giới Diệu, phu nhân Ái Đức là những vị đứng đầu. Các vị phu nhân ấy thể đều đã vững vàng trong chánh pháp, thọ trì giới cấm đầy đủ oai nghi, thương yêu chúng sanh đồng như con một của mình. Các vị nói với nhau rằng hôm nay chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ Đức Thế Tôn. Các vị phu nhân ấy chuẩn bị những thức cúng dường nhiều gấp 7 lần so với những thứ vừa nói trên, như hương hoa, cờ báu, vải lụa, lọng phướn, những thức ăn uống ngon bậc nhất, những lọng báu nhỏ nhất chu vi ngang dọc cũng đến 16 do tuần, những lá phướn ngắn nhất cũng đến 36 do tuần, những cây cờ báu nhỏ thấp nhất cũng đến 68 do tuần. Hương thơm từ thức ăn thức uống tỏa ra quanh đó đến 8 do tuần. Các vị đem theo mọi thức cúng dường như vậy đến chỗ Như Lai, cúi lạy sát chân Phật, đi quanh Phật cả 100.000 vòng cung kính, rồi bạch rằng: Thế Tôn, chúng con chuẩn bị mọi thức cúng dường này để dâng lên Phật và chư tỷ kheo tăng, xin Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng này của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh chẳng nhận, bấy giờ sở nguyện không thành nên các vị phu nhân trong lòng sầu não, vò đầu bứt tóc, đấm ngực kêu khóc lớn tiếng như có đứa con yêu vừa chết, rồi các vị lui xuống đứng yên một bên.
Lúc ấy lại có các vị thiên nữ, nhiều như số cát tám sông Hằng. Trong số ấy, thiên nữ Quảng Mục là bậc đứng đầu, lên tiếng nói rằng: "Này các chị, hãy nhìn cho kỹ, hãy nhìn cho kỹ. Các hàng đại chúng kia đã chuẩn bị đủ mọi thức cúng dường tốt đẹp để cúng dường Đức Như Lai và chư tỷ kheo tăng. Chúng ta cũng nên làm như vậy. Chuẩn bị nghiêm trang những thức cúng dường thật tốt đẹp để cúng dường Như Lai. Đức Như Lai sau khi thọ nhận sẽ nhập Niết Bàn. Thưa các chị, rất khó mà gặp Phật ra đời. Được cúng dường Đức Phật lần cuối cùng lại càng khó hơn. Nếu Phật nhập Niết Bàn, thế gian này sẽ trống rỗng." Các vị thiên nữ ấy ưa thích Đại Thừa, muốn nghe Pháp Đại Thừa. Được nghe rồi, các vị cũng có thể giảng thuyết rộng cho người khác nghe. Các vị khao khát ngưỡng mộ Đại Thừa. Khi đã được đầy đủ, lại có thể làm cho những người khác, người đang khao khát ngưỡng mộ, cũng được đầy đủ như mình. Các vị bảo vệ, gìn giữ Đại Thừa. Nếu có kẻ học theo các pháp khác rồi đem lòng ganh ghét Đại Thừa, các vị đủ sức đả phá và tiêu diệt tà kiến của họ, như mưa đá làm hư hoại cây cỏ. Các vị hộ trì giới hạnh đầy đủ oai nghi, các vị khéo tùy thuận tất cả thế gian, cứu độ những kẻ chưa được cứu độ, giải thoát những kẻ chưa được giải thoát. Ở đời vị lai, các vị sẽ quay bánh xe pháp, nối tiếp hạt giống tam bảo chẳng để cho dứt tuyệt. Các vị tu học Đại Thừa, dùng sự trang nghiêm tốt đẹp mà tự trang nghiêm mình, các vị thành tựu vô lượng công đức như vậy, có lòng từ bình đẳng đối với tất cả chúng sanh đều xem như con một của mình. Cũng vào lúc tảng sáng, mặt trời vừa mọc, các vị thiên nữ ấy đem theo nhiều thứ gỗ thơm cõi trời, vượt xa các loại gỗ thơm có ở cõi người. Hương thơm từ những gỗ thơm ấy bay ra có thể làm mất đi mọi thứ xấu xa hôi hám ở cõi người. Các vị cũng đem theo những cỗ xe trắng có che lọng trắng, kéo bằng bốn con ngựa bạch. Trên xe có răng màn trướng màu trắng, bốn bên mỗi bức trướng đều có treo những chuông vàng, lại có đủ các loại hương hoa, cờ báu, lọng phướn, những thức ăn ngon bậc nhất, các thứ kỹ nhạc đều bày răng nơi tòa sư tử. Bốn chân của tòa sư tử toàn bằng ngọc lưu ly xanh, phía sau mỗi tòa đều có giường nằm bằng bảy món báu, phía trước lại có một án nhỏ bằng vàng, lại dùng bảy món báu mà làm thành những cây đèn và dùng mọi thứ châu báu mà làm ánh sáng đèn. Những đóa hoa trời vi diệu rải khắp trên mặt đất nơi ấy. Các vị thiên nữ chuẩn bị mọi thức cúng dường rồi, trong lòng xúc cảm đau đớn, nước mắt chan hòa, khổ não vô cùng, nhưng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sanh, vì muốn thành tựu hạnh không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bảy giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, nên các vị ấy liền đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trong ngàn vòng cung kính rồi bạch rằng: "Thế Tôn, nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con." Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận, sở nguyện chẳng thành. Các vị thiên nữ trong lòng sầu não lui xuống đứng yên một bên. Lúc ấy lại có các vị Long Vương ở bốn phương nhiều như số cát chín sông Hằng. Trong hàng Long Vương ấy, Long Vương Hỏa Tu Kiết, Long Vương Nan Đà, Long Vương Bà Nan Đà là những vị đứng đầu. Cũng vào lúc tảng sáng khi mặt trời vừa mọc, các vị Long Vương chuẩn bị những món cúng dường gấp bội phần so với của loài người và chư thiên. Các vị ấy đem đến chỗ Phật, cúi đầu lại sát chân Phật, đi quanh Phật cả trăm ngàn vòng rồi bạch rằng: "Nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con." Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận, sở nguyện chẳng thành. Các vị Long Vương trong lòng sầu não ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có các vua quỷ thần nhiều như số cát 10 sông Hằng. Trong các vua ấy, vua Tỳ Sa Môn là vị đứng đầu. Họ bảo nhau rằng: "Các vị hôm nay nên nhanh chóng đến chỗ Phật ngự." Rồi họ chuẩn bị các thức cúng dường nhiều gấp bội phần so với của các vị Long Vương vừa nói trên, mang đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng cung kính rồi bạch rằng: "Nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con." Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh chẳng nhận, sở nguyện không thành. Các vị vua quỷ thần trong lòng sầu não lùi lại ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có các vị vua của loài chim cánh vàng nhiều như số cát 20 sông Hằng. Trong đó chim chúa Hàng Oán là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Càn Thát Bà nhiều như số cát 30 sông Hằng. Trong đó vua Na La Đạt là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Khẩn Na La nhiều như số cát 40 sông Hằng. Trong đó vua Thiện Kiến là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Ma Hầu La Già nhiều như số cát 50 sông Hằng. Trong đó vua Đại Thiện Kiến là vị đứng đầu.
Lại có các vị vua của loài Atula nhiều như số cát 60 sông Hằng, trong đó vua Xiểm Bà Lị là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Đà Na Bà nhiều như số cát 70 sông Hằng, trong đó vua Vô Cấu Hà Thủy và vua Bạc Đề Đạt Đa là những vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài La Sát nhiều như số cát 80 sông Hằng, trong đó vua Khả Úy là vị đứng đầu. Các vị này đã lìa bỏ tâm ác độc, mãi mãi chẳng còn ăn thịt người. Đối với sự oán ghét, các vị sanh lòng từ bi, hình tướng của họ vốn xấu xí nhưng nhờ sức thần của Phật thảy đều trở nên đoan chính. Lại có các vị vua của loài thần cây trong rừng nhiều số cát 90 sông Hằng, trong đó vua Nhạo Hương là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Trì Chú nhiều như số cát 1.000 sông Hằng, trong đó vua Trì Chú Đại Huyễn là bậc đứng đầu. Lại có loài quỷ mị tham sắc nhiều như số cát 1 ức sông Hằng, trong đó vua Thiện Kiến là vị đứng đầu. Lại có các vị thể nữ trên cõi trời nhiều như số cát 100 ức sông Hằng, trong hàng thể nữ ấy các cô Lam Bà, Uất Bà Thi, Đế Lộ Chiêm, Tỳ Xá Khư là những vị đứng đầu. Lại có các vị quỷ vương dưới mặt đất nhiều như số cát 1.000 ức sông Hằng, trong đó Bạch Thấp Vương là vị đứng đầu. Lại có các vị thiên tử trên các cõi trời nhiều như số cát 1.000.000 ức sông Hằng, cùng các vị thiên vương và 4 thiên vương ở 4 phương. Lại có các vị thần gió ở 4 phương nhiều như số cát 10.000.000 ức sông Hằng, các vị ấy thổi trên các cây làm cho những hoa nở đúng mùa và không đúng mùa đều rơi rải khắp rừng cây sa la song thọ. Lại có các vị thần lo việc mây mưa nhiều như số cát 10.000.000 ức sông Hằng, thảy đều phát sanh ý nghĩ này: Như Lai sắp nhập Niết Bàn, đến lúc thiêu nhục thân Ngài, chúng ta sẽ làm mưa để dưới tắt lửa. Khi ấy đại chúng đang lúc phiền muộn nóng nảy, chúng ta sẽ làm cho tất cả đều được mát mẻ. Lại có các vị voi chúa lớn nhiều như số cát 20 sông Hằng, trong số ấy voi chúa La Hầu, voi chúa Kim Sắc, voi chúa Cam Vị, voi chúa Hám Nhãn, voi chúa Dục Hương là những vị đứng đầu. Các vị kính trọng Đại Thừa, ưa thích Đại Thừa, biết rằng còn chẳng bao lâu Phật sẽ buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn, nên các vị mang theo vô số những hoa sen thơm đẹp đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Lại có các vị sư tử chúa nhiều như số cát 20 sông Hằng, trong đó chúa sư tử Hống là bậc đứng đầu. Các sư tử ấy ban phát cho tất cả chúng sanh đức không sợ sệt, đều mang theo nhiều hoa quả đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Lại có các vị vua của loài chim và các loài chim như chim phủ, chim nhạn, uyên ương, xe sẻ, cản thát bà, ca lan đà, sáo, két, câu si la, bà hy già, ca lăng tần già, kỳ bà, nhiều như số cát 20 sông Hằng. Các loài chim ấy đều mang theo hoa quả đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Lại có những trâu bò dê nhiều như số cát 20 sông Hằng cùng đến chỗ Phật, tuôn ra những loại sữa ngon ngọt thơm tho, sữa ấy chảy đầy khắp các mương rãnh hầm hố trong thành Câu Thi Na, có đủ các màu sắc hương thơm và vị ngọt. Sau khi hiến sữa, tất cả đều lui xuống đứng sang một bên. Lại có các vị thần tiên trong khắp 4 cõi thiên hạ nhiều như số cát 20 sông Hằng, do vị tiên Nhẫn Nhục đứng đầu. Các vị ấy mang theo hoa thơm và trái ngọt đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng cung kính rồi bạch rằng: Nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận, sở nguyện chẳng thành. Các vị thần tiên ấy trong lòng sầu não lui xuống đứng sang một bên. Lại có tất cả những con ong chúa trong cõi Diêm Phủ Đề, trong đó có ong chúa Diệu Âm dẫn đầu, mang theo đủ các loại hoa đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, bay quanh Phật 1 vòng cung kính rồi lui xuống tránh sang một bên. Lúc ấy tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni trong cõi Diêm Phủ Đề đều tụ hội lại, chỉ trừ 2 chúng của tôn giả Maha Ca Diếp và của ngài A Nan. Lại có các quả núi ở khoảng giữa thế giới và trong cõi Diêm Phủ Đề nhiều như số cát vô số sông Hằng. Trong các núi ấy, núi chúa Tu Di là đứng đầu. Những núi ấy trang nghiêm, rừng rú sung xuê, cây cối tươi tốt, cành nhánh san sát, che bóng mặt trời, các thứ hoa thơm lạ nở đầy khắp núi. Suối chảy như rồng uốn khúc, nước trong sạch thơm tho, chư thiên loài rồng, thần Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và các vị thần tiên chú thuật thảy đều sướng họa đàn ca khắp nơi trong núi. Các thần núi ấy cũng đi đến chỗ Phật ngự, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên.
lại có các thần bốn biển cả và các thần sông nhiều như số cát vô số sông Hằng. Các vị ấy có oai đức lớn, đủ phép thần túc lớn. Các vị chuẩn bị những thức cúng dường nhiều gấp bội so với những thứ vừa nói trên. Hào quang nơi thân các vị thần ấy và ánh đèn sáng soi khi các vị múa hát làm cho không còn ai có thể nhìn thấy mặt trời mặt trăng. Các vị dùng hoa chiêm bà dày trên sông Hy Liên cũng đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Bấy giờ toàn cảnh rừng cây xa la ở thành Câu Thi Na đều đổi sang màu trắng như bạch hạc. Trên hư không tự nhiên có những nhà cửa lầu gác bằng bảy báu chạm hình khắc chữ và theo dệt đường nét rõ ràng, có các món báu bao quanh theo những lan can. Phía dưới các nhà cửa lầu gác ấy lại có suối nước ao tắm, trong ấy có những hoa sen đẹp và thơm tho nhất nở rộ khắp nơi, giống như cõi uất đan Việt ở phương Bắc, lại cũng giống như vườn hoan hỷ ở cung trời Đao Lợi. Lúc ấy ở khoảng giữa rừng cây xa la cũng có đủ mọi sự trang nghiêm vui thích như vậy. Các hàng chư thiên, người và A-tu-la đều thấy rõ tướng niết bàn của Như Lai, thể đều cảm động đau xót, ưu sầu, chẳng vui. Lúc ấy bốn vị thiên vương và đế thích bảo nhau rằng, các ngài hãy xem kìa, chư thiên loại người và A-tu-la đều thiết lễ cúng dường rất lớn, đều muốn cúng dường Đức Như Lai lần cuối cùng. Chúng ta cũng nên cúng dường như vậy, nếu chúng ta được cúng dường Phật lần cuối cùng, chúng ta sẽ thành tựu hạnh bố thí một cách trọn vẹn và dễ dàng. Lúc ấy, bốn vị thiên vương chuẩn bị các thức cúng dường nhiều gấp bội so với những thứ vừa nói trên. Các vị đem theo những hoa mạn đà la, hoa ca chỉ lâu già, hoa mạn thủ sa, hoa tán đa ni ca, hoa ái lạc, hoa phổ hiền, hoa thời, hoa hương thành, hoa hoan hỷ, hoa phát dục, hoa hương túy, hoa phổ hương. Mỗi thứ đều có đủ hai loại cỡ nhỏ và cỡ lớn, cùng với các hoa thiên kim diệp, hoa long, hoa ba lị chất ca, hoa cầu tỳ đà la. Các vị lại mang theo đủ các thức ăn ngon bậc nhất đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật. Hào quang của các vị ấy chiếu ra làm cho không ai còn có thể nhìn thấy mặt trời mặt trăng. Các vị mang đến những lễ vật ấy đều muốn cúng dường Phật. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận. Sở nguyện chẳng thành, đế thích và chư thiên buồn đau khổ não, lui xuống đứng sang một bên. Cho đến chư thiên ở cõi trời thứ sáu trong dục giới cũng chuẩn bị các thức cúng dường. Những thức cúng dường đem đến sau lại dần dần tăng nhiều hơn những thứ đã đem đến trước, như cờ báu, lọng phướn. Lọng báu nhỏ nhất cũng che trùm bốn cõi thiên hạ, lá phướn ngắn nhất cũng bao quanh được bốn biển. Cờ nhỏ thấp hơn hết cũng từ mặt đất lên tới cõi trời tự tại. Gió nhẹ thổi động những lá phướn phát ra âm thanh vi diệu. Chư thiên mang theo những thức ăn ngon nhất đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi bạch rằng, nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận. Sở nguyện chẳng thành, chư thiên ấy trong lòng sầu não, lui xuống đứng sang một bên. Các vị chư thiên từ cõi trời Phạm Thiên trở lên cho đến cõi trời Hữu Đỉnh đều đến tụ họp. Lúc ấy vua Đại Phạm Thiên và chư thiên ở cõi trời ấy phóng hào quang từ nơi thân thể mình ra, chiếu khắp bốn cõi thiên hạ và dục giới của loài người với chư thiên. Do ánh sáng ấy không còn ai trông thấy được mặt trời, mặt trăng, các ngài đem theo cờ, báu, lọng và phướn bằng lụa. Lá phướn ngắn nhất cũng treo từ trời Phạm Thiên xuống tới giữa những cây xa la. Các vị đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi bạch rằng, nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận. Sở nguyện chẳng thành, chư thiên ở cõi Phạm Thiên trong lòng sầu não, lui xuống đứng sang một bên. Lúc ấy vua Tỳ Ma Chất Đa của loài A-tu-la cùng với vô số A-tu-la và tất cả quyến thuộc thể đều hội họp. Hào quang nơi thần các vị ấy trội hơn cả hào quang của chư thiên ở cảnh trời Phạm Thiên. Các vị ấy đem theo cờ, báu, lọng và phướn bằng lụa. Những chiếc lọng nhỏ nhất cũng cho trùm cả ngàn thế giới. Các vị ấy đem theo thức ăn ngon ngọt bậc nhất đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi bạch rằng, nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận. Sở nguyện chẳng thành, các vị A-tu-la trong lòng sầu não, lui xuống đứng sang một bên. Lúc ấy Ma Vương Ba Tuần ở dục giới cùng với quyến thuộc, các thể nữ cõi trời và vô số chúng ma đến mở cửa địa ngục bố thí nước thanh tịnh. Nhân đó bảo rằng, này các người không thể làm được điều gì cả, chỉ nên chuyên tâm niệm tưởng Đức Như Lai, ứng cúng tránh biến chi, tùy tâm hoan hỷ,
chuẩn bị các thức cúng dường lần cuối, nhờ đó các ngươi sẽ được sự an vui lâu dài. Lúc ấy, Ma Ba Tuần dẹp bỏ hết đao kiếm và vô số các món khổ độc ở địa ngục. Lửa đang cháy bùng rất mạnh, bỗng bị mưa lớn làm cho tắt hẳn. Nhờ oai thần của Phật, Ma Vương lại phát tâm rằng: xin cho quyến thuộc của ta đều bỏ hết đao kiếm, cung nỏ, áo giáp, trượng, xà mâu, giáo sóc, câu móc dài, chùy sắt, rìu, búa, vòng đánh, dây trói. Rồi Ma Vương và quyến thuộc đem theo những thức cúng dường trội hơn tất cả những thứ mà loài người và chư thiên đã mang đến. Lọng nhỏ nhất cũng che trùm cả một trung thiên thế giới. Tất cả đều đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: nay chúng con ưa thích Đại Thừa, muốn gìn giữ bảo vệ Đại Thừa. Bạch Thế Tôn, như có kẻ nam người nữ lòng lành vì muốn cúng dường, hoặc vì sợ sệt, hoặc vì dối gạt kẻ khác, hoặc vì của cải lợi lộc, hoặc vì nương theo người khác mà nhận lãnh pháp Đại Thừa này, dù là chân thật hay dối trá, lúc đó chúng con cũng vì người ấy mà dứt trừ sự sợ sệt, thuyết ra câu chú này: Trác Chỉ Trá Xá La Trác Chỉ Lô Ma Hệ Ma Ha Lô Ha Lệ A La Giả La Đa La Tá Ha.